Thưa quý vị, hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định về quản lý rác thải rắn sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn đã được Ủy ban nhân dân huyện Công Đảo tổ chức. Hội nghị nhằm củng cố thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cộng đồng dân cư, qua đó đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại địa phương được thực hiện hiệu quả và đúng theo quy định. Hơn 100 đại biểu gồm cán bộ quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các khu dân cư trên địa bàn Côn Đảo tham dự. Tại hội nghị phổ biến pháp luật về môi trường do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức, các đại biểu đã nghe Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các vấn đề liên quan tới hướng dẫn thực thi các chính sách, quy định mới trong lĩnh vực môi trường cùng một số nội dung về quy trình thẩm định giấy phép môi trường, cam kết môi trường. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe phổ biến các chính sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa tại Việt Nam, cập nhật các định hướng quản lý trong tương lai.